Xin chào quý vị khán giả, mình là Lãnh Thanh. Và ngày hôm nay Lãnh Thanh rất là vui cũng như là hạnh phúc khi được chia sẻ tới quý vị khán giả biết một điều rằng vai diễn văn trong bộ phim Thưa Mẹ Con Đi đã giúp Thanh nhận được đề cử tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2019. Và để ủng hộ cho Lãnh Thanh, quý vị hãy truy cập website giải thưởng ngôi sao xanh.vn hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp NSX dấu cách DA02 rồi gửi tới 8279. Tất cả tin nhắn ủng hộ của quý vị khán giả là một động lực to lớn cho Lãnh Thanh trên con đường sự nghiệp của mình cũng như là đam mê diễn xuất. Lãnh Thanh xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào đêm gala trao giải Ngôi Sao Xanh vào ngày 27 tháng 12 tại nhà thi đấu quân khu 7. Hẹn gặp lại mọi người.